Khi tiễn ông Ba Quất vào Nam hoạt động, bà Thanh đang làm việc tại nhà máy in Tiến Bộ. Một ngày, bà nhận được đề nghị phải rời Hà Nội lên nông trường Dân Lĩnh, Phú Thọ để bảo đảm bí mật cho ông. Bà gật đầu đi ngay, dù không biết là đi đâu và tương lai sẽ như thế nào. Một nách hai đứa con thơ cùng người mẹ già yếu đuối, bà lên Phú Thọ bắt đầu một cuộc sống mới ở vùng đất xa lạ này. Với đôi bàn tay mảnh mai chưa quen việc nặng, bà tự mình chặt cây làm nhà để sinh sống và chăm sóc các con và mẹ già. Bà không từ chối bất kỳ công việc nặng nhọc nào. Đã bao lần khi bà gầy dựng xong một công việc tốt đẹp thì lại bị điều đi làm việc khác, chỉ với một lý do duy nhất được nhắc đi nhắc lại là bà có chồng theo giặc vào Nam. Thời gian cứ lần lữa trôi qua, bà Thanh âm thầm lặng lẽ làm nhiều công việc khác nhau và với nỗi niềm riêng kín. Thỉnh thoảng bà mượn đôi dòng thơ tâm sự: anh vui vẻ con ngoan vợ đẹp, nhớ tới ai tháng đợi năm chờ, tin càng trông thư nào có thấy, chắc quên rồi đâu nhớ tới ai, không dám trách mẹ đành cam chịu, số phận mình đâu dám oán ai, từ đầu xanh tóc nay điểm bạc, biết bao giờ gặp lại được nhau. Người ta nói vì bà có chồng theo giặc vào Nam nên bà không được hưởng bất cứ chế độ nào. Bà im lặng, không một lời giải thích. Khi mẹ qua đời, bà tha thiết mong nông trường giúp cho tang lễ chu đáo, có nghi thức đọc điếu văn. Người ta bảo sẽ làm với điều kiện là bà không được để khăn tang của chồng sau linh cữu mẹ vì chồng bà theo giặc. Bà nuốt lệ tự an táng mẹ mình. Khi con bà không được học hành tử tế như bao đứa trẻ bình thường khác vì có cha theo địch, bà âm thầm gõ cửa từng nơi để xin cho con nhưng không được giải quyết. Nỗi đau ấy bà đành nuốt lệ vào lòng và càng lặng lẽ hơn. Cho đến năm tôi học lớp 6 thì mẹ tôi thấy mẹ tôi phải đi vay mượn nhiều. Và có những cái chuyện là người ta đưa mẹ tôi ra cái họp phụ nữ, người ta phê bình là tự sao mà hai mẹ con mặc chung nhau cái quần. Mẹ tôi về mẹ tôi khóc. Đến lúc ý tôi mới biết rằng là nhà tôi rất nghèo. Thế mẹ tôi nói rằng là bởi vì tôi nuôi hai đứa con cho nên mẹ con tôi chỉ chung nhau mua được cái quần. Khi mà khai giảng thì con tôi mặc, khi tôi đi họp thì tôi mặc, thì chẳng có cái gì xấu cả. Nam về núi dài cùng con để anh trả ở nước non cho Người phụ nữ này với tên đầy đủ là Phạm Thị Thanh, sinh năm 1922 tại Phú Xuyên, Hà Nội. Bà là vợ của thiếu tướng tình báo, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Trần Đức, Ba Quất. Khi chồng về Hà Nội hoạt động bí mật từ năm 1951, bà lặn lội theo chồng vào thành, chấp nhận tiến chữa quan để được gần chồng. Khi nghe chồng chia sẻ về nhiệm vụ tổ chức giao vào Nam hoạt động, phải lấy vợ khác để tạo vỏ bọc tốt nhất, đã lặng lẽ đồng ý, chỉ với điều kiện duy nhất là người chồng phải đồng ý trao lại đôi hoa tai của mình cho người vợ sau cùng, với lời dặn dò phải ghi trên giấy tờ là vợ kế. Và cũng chính người phụ nữ này 21 năm dò dỏ nuôi con một mình, đợi người chồng không biết khi nào trở lại, im lặng chịu đựng mọi thiệt thòi. Nhưng sự hy sinh của bà không dừng lại ở ngày đất nước thống nhất, bởi niềm vui đoàn tụ của bà vẫn chưa thật trọn vẹn cho đến ngày bà nhắm mắt xuôi tay.